Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, thưa quý vị, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Hòa và lãnh đạo tứ thôn, ngày mai 16 tháng 9 năm Canh Tý, với sự quan tâm đầu tư có hiệu quả về vật chất, tiền của Sư Thầy Thích Đàm Thành và Đại Đức Thích Nguyên Trường cùng Phật tử tứ thôn và quý khách thập phương, nay nhờ thờ tổ, chùa Tó đã được khang trang sạch đẹp đưa vào thờ cúng. Cũng vì đó, tại sân khấu nhà thờ hôm nay, với những đoàn nghệ thuật gồm những con người đẹp nhất, duyên dáng nhất, sẽ mang lời ca tiếng hát của mình chào mừng đại lễ khánh thành nhà thờ tổ với những tiết mục hay nhất, xuất sắc nhất và cũng ý nghĩa nhất vào đêm liên hoan văn nghệ này. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, thay mặt ban tổ chức tôi xin tuyên bố chương trình văn nghệ tối nay xin được bắt đầu. Vâng, để mở đầu chương trình, với văn nghệ câu lạc bộ phụ nữ Nguyễn Xá biểu diễn tiết mục hát sầm, mời nước mời chầu, kính mời quý vị cùng thưởng thức. Bày bước chân đi bày đỏ hoa,
ngài xuống trần thế để mà độ sinh. Ngày rằm tháng tư rực rỡ ánh đào vàng, hoa bất diệt nở hương nam cho nhân thế. Đấng giáo chủ Thích Ca Phật Tổ, ngài thuở xưa ân độ giáng sinh. Ngày này năm ấy lâm tỷ ni, muôn ngàn hoa ngã thương giữa trời trong sáng, đỡ chân thế tôn ra đời. Ôi đó hoa yêu đàm bất diệt bất sinh, vào chùa tay con chấp như cảnh xem, con thành tâm kính dâng hương trầm thơm ngát trang nghiêm giữa nơi sân chùa. Nghe tiếng chuông vang dồn mừng ngày Phật sinh. Một năm nhân ai đức từ tôn kêu đàn con thoát ra khỏi luân hồi sinh tử, cho con phá tan mê nằm. Đức Thế Tôn ra đời anh hào quang soi, sáng soi tới muôn nhân loại. Đạo vàng soi sáng khắp mười phương, ban lời kinh sáng soi con đường con bước, đưa con tới nơi an lành. Đức Thế Tôn cha lành đại từ đại bi, chúng con khắc ghi ơn ngài. 49 năm hoàng hóa độ sinh, con thuyền Bát Nhã quang minh soi đường. Con chí tâm chí thành gieo đất năm vóc mình, kính lạy Tự Tôn mừng ngày Phật sinh. Ba cõi vang rung động, hoa đua lỡ chúng sinh vui mừng. Bát Nhã kinh soi đường, độ muôn chúng sinh trầm luân. Đàn sinh Thế Tôn ra đời hào quang sáng soi mười phương. Đàn sinh Thế Tôn ra đời hào quang sáng soi mười phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, xin cảm ơn. Nối tiếp chương trình văn nghệ đêm nay mừng đại lễ, xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục Trăng tròn tháng tư do câu lạc bộ phụ nữ thôn Tam Trạch biểu diễn. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hạnh phúc ta như
như mùa xuân. Xanh lá muôn đóa hoa mai mừng đón xuân về, vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa, ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn, bâng khuâng nỗi lòng nhịp sao ai đưa tiếng ca rộn. Ngàn hương cầu mưa
chào đời. Con tép na sau nuôi ta lớn thành người, nghĩa dầu đèn thắp sáng lên khoa bàn, bóng mẹ già lưng còng mưa nắng, nuôi bao người con dáng thẳng mắt nhìn lên. Chương trình văn nghệ đêm nay kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Ní Quan Phật do đội văn nghệ câu lạc bộ Dưỡng Sinh thôn Nguyễn Xá biểu diễn. Xin trân trọng kính mời. Khi đi lễ Phật rủ nhau cùng đi, ơi người ơi xa xôi đâu nào cánh trở, ơi người ơi về đây thoát cơn mê lầm tâm dần dần sáng ra. Phật cho bạn chữ tính mang tâm vui chân đi bước về nơi độ thay, ơi người ơi nơi nơi để mà hồi, ơi người ơi nhìn ai cũng tươi ngồi cười mô Phật chào hỏi nhau đẹp sao tu hành gần khổ đau. Cảm ơn đội văn nghệ câu lạc bộ Dưỡng Sinh thôn Nguyễn Xá. Thưa quý vị, cũng là một địa phương với tiếng hát át tiếng bom trong những năm chống Mỹ cứu nước. Để tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đó, các diễn viên đoàn nghệ thuật thôn Thượng Bùi sẽ mang đến đêm liên hoan văn nghệ này với bài hát Tiếng Đàn Ta Nư của nhạc sĩ Huy Thục. Trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khán giả cùng thưởng thức. Trên trường vui trên vai nắng chiều đàn ta lư em cất tiếng ca vui cùng núi rừng mừng thắng trận quê em. Từ trên đỉnh núi cao chót vó tiếng hót nhịp nhàng vang lời em ca theo nhịp bước quân đi trong tiếng đàn ta lư tinh 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 tăng tăng tình con chim rao xinh hót trên thanh vui mừng công anh bộ đội giải phóng quân ơi anh thắng trận miền tây khe xanh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, xin cảm ơn đội phụ nữ câu lạc bộ phụ nữ thôn Thiên Đồng. Chúng con hữu phước nhân duyên kính mến thầy là nhan đề bài hát do câu lạc bộ phụ nữ thôn Trung Hòa biểu diễn. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khán giả cùng thưởng thức. Chúng con hữu phước nhân duyên để chị ấy được về mái ấm thiêng liêng Phật đường. Thầy tử như một người cha, chúng con như thể một nhà anh em, cùng nhau học pháp Như Lai, khai tâm mở trí trong ngoài trang nghiêm. Phật dạy con định thuyền soi ngũ uẩn, thầy dạy chúng con đạo thánh hiền. Con về mái ấm nơi thuyền môn, trong tình thương nơi đây ơn thầy dìu dắt, chúng con gắng lo tu hành cho nỗi đau vơi dần, sân hận tan biến nhanh. Nguyện đời theo bước chân tử tôn, tâm đồ sinh sớm hôm gieo mầm giải thoát, sắc không tu hành ai có hay tâm thầy bồ đề con tựa lương, ai có hay tâm thầy bồ đề con tựa lương. Lời thầy trong sáng như vầng dương ban lời kinh, sáng soi con đường con bước, cho con phá tan mê lầm. Bảo kinh dâng lên thầy, con thầm gọi thầy ơi. Bảo kinh dâng lên thầy, con thầm gọi thầy ơi. Nguyện đời theo bước chân tử tôn, tâm độ sinh sớm hôm gieo mầm giải thoát, sẵn không tu hành ai có hay tâm thầy bồ đề con tựa lương, ai có hay tâm thầy bồ đề con tựa lương. Lời thầy trong sáng như vầng dương ban lời tinh, sáng soi con đường con bước, cho con phá tan mê lầm. Bảo kinh dâng lên thầy, con thầm gọi thầy ơi. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn câu lạc bộ phụ nữ thôn Trung Hòa. Tiết mục múa vào chùa dân ca quan họ Bắc Ninh đời cổ do câu lạc bộ phụ nữ thôn Nguyễn Xá biểu diễn. Xin trân trọng kính mời đại biểu, quý vị khán giả cùng thưởng thức. Vào chùa con niệm đi à, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con này Phật xin tạm hồi tiêu nghiệp thương quá trầm muộn, nay con nguyện cầu cho
đèn nay tàn hết, xin soi sáng trí tuệ con hướng đi trong đời. Tình tình ơi, tình ơi, ở chùa là con đi vào chùa, vào chùa chùa con thắp mi a, nén tâm hương kính dâng lên người con làm lành anh diệu dư biến nắng nghe như thứ điện quán âm. Tình tình ơi, nín tình ơi, ở chùa là con đi vào chùa, vào chùa tay con thắp mi a, nén tâm hương kính dâng lên người con. Vâng, rất hay, rất mượt mà, phải không quý vị? Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật to nữa. Thật to nữa lên ạ. Vâng, xin cảm ơn. Múa Đài Sen Trong Cây Lại Nhớ Đến Người do câu lạc bộ phụ nữ thôn Nghĩa Xuyên biểu diễn. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.
bà tuy già nhưng mạnh khỏe, vì thương dân bác dặn gió cằn kè, tươm mầm xanh ta như mẹ thương con. Cả một đời vì nước vì non, cả một đời vì nước vì non. Lại ngỡ rồi bác vẫn còn như màu xanh bật tự, tình yêu thương núi đôi ấp ủ rừng cây ru. Do đội văn nghệ câu lạc bộ phụ nữ thôn Tam Trạch biểu diễn, xin trân trọng kính mời. Phong huy quang
cầm thú đồ trời. Đường bơi mấy vùng trên rừng trùng gió rung nắng đá trên đỉnh sườn non đá chân treo leo khi dòng sông tươi nước chảy dòng veo ý à ơi à ơi à. Chơi đồng đắng áo cá chợ bơi đi cô chơi bốn mùa gió mát trăng thanh hoa thơm cảnh lạ ý. Mấy màu ấm êm nhìn cảnh vật rừng xin áo cá chữ đọc măng vàng măng lứa măng tre các bạn tiên đụng tỉnh ra về đi. Dường già trên ngàn xanh lắm tỏa nhiều hoa à, 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 à. Ngàn xanh lắm tỏa nhiều hoa cô đôi rào võ tạo ra sớm chiều chia tổ mây nặng chiếu lưng đèo à, tôi khóc ở bên người à, 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 à. Quay tôi khóc ở bên người lên rừng hái quả nói cười liu lo trái đào lê cam khuyên nhang dừa à, I'm
cành long quả nhiều hoa. Cảm ơn lời du của mẹ hát chào lời cổ do đội văn nghệ câu lạc bộ thôn cầu thôn biểu diễn. Xin trân trọng kính mời. Mẹ ấy ru trong mơ giông.
Vâng, xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình văn nghệ đêm nay, kính mời quý vị khán giả cùng thưởng thức một tiết mục Thập Bát Na Hán do đội văn nghệ câu lạc bộ phụ nữ thôn Thượng Bùi biểu diễn. Xin trân trọng kính mời. Còn cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng.
cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là thôn nhà tổ chức khánh thành ngôi tự đường. Phật tử chúng con muốn kính gửi các đức thầy và các quý Phật tử một lời chào trân trọng nhất. Sau đây chúng con muốn gửi tới đức thầy và quý Phật tử bài hát mang tên Nhớ Mong Thầy. Cảm ơn đội văn nghệ câu lạc bộ phụ nữ thôn Thiên Hậu. Vâng, kính thưa quý vị, để tiếp tục với chương trình văn nghệ đêm nay, xin mời quý vị đại biểu, quý vị khán giả cùng thưởng thức tiết mục Chào Quý Khách do câu lạc bộ phụ nữ thôn Trung Hòa biểu diễn. Chào quý khách đến thăm chùa Lê Phật, càng thêm thắng nghĩa tình.
niềm tin ba đường tu, lời thuyền môn son sắt một lòng. Trời thu trong sáng nắng nắng vàng như lụa, bàn tay ai khéo đa hỏa chữ Phật, bức tranh quê thắm màu đẹp tươi. Trên dòng sông con thuyền ai mà lại găng buồm, bên xóm nàng xa nhà tầng cao chót vót ngói hồng tươi đẹp. Ôi đẹp sao quê mình đang đổi mới từng ngày. Trời thu mát gió về đưa nhà, quê xã quê hương ta vẫy chào thầm thương. Bao điểm tin tô đẹp thêm cuộc sống con người, ta vững lòng cảm ơn đội văn nghệ câu lạc bộ phụ nữ thôn Trung Hòa. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý vị khán giả, chương trình văn nghệ còn dài, sau cuộc vui nào rồi cũng qua đến hồi kết. Một lần nữa ban tổ chức xin được tuyên bố kết thúc chương trình văn nghệ đêm nay tại đây. Kính mời quý vị một đêm vui vẻ về quan dân, và xin trân trọng cảm ơn các đội văn nghệ ở trong toàn xã đã về dự với lòng nhiệt tình sôi nổi. Một lần nữa xin được chúc mừng, xin trân trọng cảm ơn. Tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu Diên Tông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tòa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bên mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. We'll be right back.
sen vàng, con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu Diên Tông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tòa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bên mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Chùa mượn chiếu ý.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta quy về vì đạo kia, nào cùng chúng ta
Được sự nhất trí đồng ý của Đại đức Thích Nguyên Trường, việc cho phép của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Hòa phối kết hợp của lãnh đạo Đảng, chính quyền tứ thôn, sự đồng thuận của các ban ngành, Phật tử tứ thôn với sự chứng minh của quý vị. Hôm nay 16 tháng 9 năm Canh Tý, tại khuôn viên chùa Tó, lãnh đạo tứ thôn phối kết hợp với nhà chùa tổ chức trọng thể đại lễ khánh thành nhà thờ tổ với tâm nguyện thờ tổ theo phong tục tự do tín ngưỡng. Qua đó thấy được công lao to lớn của sư thầy Thích Đàm Thành, sự hỗ trợ có hiệu quả của Đại đức Thích Nguyên Trường, của Phật tử tứ thôn và quý khách thập phương. Về dự chỉ đạo buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu Đại đức Thích Nguyên Trường. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Trọng Chủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Hòa. Ông Đỗ Văn Thiết, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, là em trai của thầy Thích Đàm Thành. Xin trân trọng giới thiệu sư thầy Thích Đàm Nhàn cùng các Phật tử chốn tổ từ niên thành phố Hà Nội về dự mừng đại lễ khánh thành nhà thờ tổ hôm nay. Còn có các đồng chí lãnh đạo, trưởng các ban ngành, lãnh đạo tứ thôn cùng Phật tử tứ thôn và quý khách thập phương, xin nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Ngọc An, Bí thư chi bộ, trưởng thôn sở tại, nên báo cáo công tác tài chính và quá trình xây dựng ngôi nhà thờ tổ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các cán bộ, ban ngành, đoàn thể của xã. Kính thưa thầy chủ trì chùa Tó. Kính thưa toàn thể cán bộ 11 thôn. Kính thưa các cụ cao niên, các ông, các bà, anh chị em, quý khách thập phương gần xa có mặt buổi lễ khánh thành chùa Tó ngày hôm nay. Tôi xin thay mặt ban tổ chức đại lễ, thay mặt thầy chủ trì chùa Tó, xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, anh chị em trong buổi lễ mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị đại biểu khách quý, chùa Tó với sắc phong đến ngày hôm nay được khoảng 100 năm thờ chính vị hiệu là Pháp Vân, được vua khải định phong sắc với lý do nhân dân khu vực này thuộc đất chúng, hàng năm không mưa thuận gió hòa, nhân dân trong thôn xóm ngoài làng gặp nhiều khó khăn rủi ro, không ổn định về kinh tế, nhân dân đều phải đi làm ăn, làm thuê, làm mướn ở hàng năm ở trong phương diện ở nơi xa. Sau công chúa Mai Nương là con vua khải định mang thai sinh ra một bọc và lở ra một cây dâu. Được một thời gian, bà Lương mang ra sông để đó, nhân dân đi lại thấy trên sông chỉ có một cây dâu nhưng lại có một tiếng cười và tiếng đàn véo von trên cây dâu. Sau đó nhân dân vội báo cho vua, cho quan làng và báo cho vua. Vua khải định lập tức tuyên truyền lệnh cho quan và nhân dân, nếu ai vớt được cây dâu lên bờ thì vua sẽ ban thưởng, nhưng không ai vớt được. Công chúa biết rằng cây dâu đó là khả năng là con của mình, bà công chúa xin cha đến nơi xem. Đến nơi, công chúa liền bỏ vạt áo ra ném xuống vào cây dâu và nói, có phải con ta, hãy vào đây. Thế rồi công chúa đã vớt được cây dâu lên bờ, đem về vào bờ và nhân dân mang về ngự trên đất chùa Tó ngày nay. Vua khải định đã ban cho nhân dân lập đền thờ và đúc tượng để thờ. Từ đó vua khải định đã phong cho
chùa Tó là thờ. Từ đó nhiều đời nay nhân dân thôn Nguyên Xá nói riêng và vẫn luôn rước sách thờ cúng hàng năm bên cạnh hàng xóm Trung Hòa, Nghĩa Xuyên, Quỳnh Ngọc cùng tín ngưỡng, cùng nhau kết nghĩa anh em xây dựng chùa Tó thờ cúng, cầu cho nhân dân mưa thuận gió hòa, thịnh vượng. Đây cũng là điểm đến giao lưu văn hóa của địa phương bốn thôn, tốt đời đẹp đạo, văn hóa bốn thôn từ đó ngày càng phát triển. Thưa quý vị đại biểu, chùa Tó có từ lâu đời, từ quán chùa hoang sơ thuần túy nhưng vẫn tồn tại bởi có thế hệ cha ông cùng các đại đức tăng ni trùng tu gìn giữ đến ngày hôm nay. Là nhờ có Cố Thích Thanh Bằng, Cố Thích Thanh Đồng, Cố Thích Thanh Kính, nay thầy chủ trì Địa Thích Đàm Thành, người kế nhiệm từ năm 1985. Trong suốt 35 năm qua, thầy Thích Đàm Thành chủ trì luôn cố gắng thành tâm cửa Phật Tam Bảo, gắn bó cùng với cán bộ và nhân dân chung tay trùng tu ngôi chùa Tó ngày hôm nay được khang trang, tạo ra được điểm đến thăm cảnh chùa, thành tâm công đức vào tiền bạc vào để xây dựng chùa, nay đã được đoàn hoàng, sạch sẽ, gọn ghẽ hơn xưa. Tiếp đến, nhà tổ hiện nay được xây dựng trùng tu từ năm 2018 đến nay là 2 năm, được sự cho phép của Ủy ban và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Hòa cùng với sự vào cuộc của cán bộ và nhân dân tứ thôn và quý khách thập phương. Thầy chủ trì đã cố gắng tu sửa, xây dựng xong ngôi nhà tổ để đưa vào sử dụng cung nghinh các chư tôn. Nay đã được hoàn thành theo kế hoạch đề ra, diện tích sử dụng là 75 m², nhà kiến trúc theo kiểu chữ nhị và hình chuôi vồ. Tổng giá trị đầu tư là 1,5 tỷ được đóng góp ủng hộ công đức chùa. Điển hình là các tổ chức cá nhân như sau: một là thầy đại đức Nguyên Trường phần gỗ làm chùa và hai vạn ngói; hai là đội từ thiện cụ Lê Thị Vui ở Nghĩa Xuyên và quân nhang là 25 triệu đồng; ba là gia đình Đào Thị Luyến thôn Nghĩa Xuyên gạch hoa 25 triệu đồng; bốn là gia đình Lê Văn Huấn thôn Trung Hòa xây dựng công đức gạch là 2,5 vạn. Năm là gia đình Trần Văn Quynh Tuyết thôn Nguyễn Xá công đức gạch là 3 vạn. Sáu là gia đình bà Nguyễn Thị Đấu thôn Nguyễn Xá 15 triệu đồng. Bảy là đội thiện tâm nhóm Trần Văn Quynh ngói là 3 vạn. Tám là tăng già thôn Nguyễn Xá là 39 triệu. Con nhang thôn Nguyễn Xá là 15 triệu, toàn thể nhân dân thôn Quỳnh Ngọc 24 triệu. 11 là các con nhang thôn Quỳnh Ngọc 6 triệu. 12 là nhân dân các con nhang thôn Trung Hòa, tiền mặt là 15 triệu. 13 là gia đình thầy chủ trì chùa Tó là 30 triệu. 14 là công ty Đinh Văn Minh thôn Nghĩa Xuyên là 20 triệu. 15 quý khách thập phương đoàn thiện tâm từ tâm, trưởng đoàn là anh Huy, phó đoàn là Nguyễn Bá Hòa ở Hưng Yên 45 triệu. 16 là người dân Nguyễn Xá chú quán ở Hải Phòng là 15 triệu. 17 là Nguyễn Văn Sức ở Nguyễn Xá là 6 triệu 400 nghìn đồng. 18 là tăng già thôn Nghĩa Xuyên là 25 triệu 900 nghìn đồng. Tổng nhân dân quân nhang và đệ tử quý khách thập phương gần xa công đức đóng góp xây dựng nhà tổ ước tính khoảng 900 triệu đồng. Còn lại thầy chủ trì chi ra là 400 triệu đồng. Nhân dân cơ sở sở tại cùng quý khách thập phương ở một số là 200 triệu đồng. Thưa quý vị đại biểu, trải qua thăng trầm của lịch sử xưa và các thời chiến tranh chống Mỹ, chống Pháp đã bị tàn phá, nhưng cán bộ và nhân dân tứ thôn cùng các đại đức tăng ni cố gắng trùng tu giữ ngôi chùa Tó ngày hôm nay
Tôi xin thay mặt Ban Quân dân Chính Đảng cùng toàn thể nhân dân tứ thôn và thầy chủ trì Thích Tam Thành cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể, các quý thập phương, những người con xa quê hương đã thành tâm cùng nhà chùa và nhân dân tứ thôn chung tay xây dựng chùa đẹp hơn ngày xưa có như hôm nay. Xin chân thành cảm ơn thầy chủ trì Đích Đàm Thành đã dành cả cuộc đời tu dưỡng vào cửa Phật và góp phần xây dựng nông thôn mới xã Trung Hòa ngày càng đẹp hơn. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Ngọc An. Tiếp theo về phần tặng hoa, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Trọng Chủ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Hòa lên tặng hoa. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Thích Đàm Thành lên nhận hoa. Thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý khách thập phương, là người con thôn sở tại, cũng là người rất có tâm hướng về nhà Phật trong những ngày trọng đại, về dự đồng chỉ đạo trong ngày đại lễ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Trọng Chủ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Hòa nên phát biểu giao nhiệm vụ và động viên buổi lễ. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy Đại Đức Thích Nguyên Trường cùng các tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa quý khách thập phương, kính thưa các đồng chí cán bộ và nhân dân tứ thôn Nguyễn Xá, Nghĩa Xuyên, Trung Hòa và Quận Ngọc. Kính thưa toàn thể buổi lễ, hôm nay ngày 1 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 16 tháng 9 năm Canh Tý, cán bộ và nhân dân tứ thôn, đặc biệt là sự kết hợp của thầy chùa Tó Thích Đàm Thành, đã long trọng tổ chức buổi lễ khánh thành nhà tổ chùa Tó. Và dự với buổi lễ hôm nay, cho phép tôi thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Hòa, Ban Quản lý Di tích và đoàn đại biểu về dự buổi lễ, xin được gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe tới toàn thể buổi lễ, lời chúc mạnh khỏe, đoàn kết, thịnh vượng, chúc buổi lễ thành công rực rỡ. Kính thưa toàn thể buổi lễ, công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, văn hóa tâm linh trong những năm gần đây được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, là một trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chùa Khánh Vân Tự là chùa Tó đã được xây dựng khá lâu, trải qua sự thăng trầm của lịch sử, chùa còn nơi hoạt động cách mạng của các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ. Đặc biệt là nơi hội họp tâm linh thờ Phật của nhân dân. Cho đến nay, trải qua sự trùng tu tôn tạo nhiều lần, đợt gần đây nhất là năm 2017, trùng tu chùa chính điện ngôi Tam Bảo. Năm 2020, trùng tu mới ngôi nhà thờ tổ chùa Tó. Với sự đoàn kết nhất trí của địa phương bốn thôn, sự cho phép của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trung Hòa, Ban Quản lý Di tích xã Trung Hòa và cán bộ nhân dân tứ thôn, đặc biệt là sự nhiệt tình của thầy Thích Đàm Thành và quý khách thập phương đã đem tâm công đức xây dựng và sửa chữa nơi hội họp tâm linh của nhân dân. Cho đến nay, mọi hạng mục công trình cơ bản là hoàn thành và đưa vào khai thác và sử dụng. Thay mặt cho Ban Quản lý Di tích và đoàn đại biểu về dự buổi lễ hôm nay, tôi xin ghi nhận
và biểu dương các Phật tử, quý khách thập phương, biểu dương cán bộ và nhân dân bốn thôn với thầy chùa Thích Đầm Thành đã đoàn kết xây dựng công trình đã khánh thành. Xin nhiệt liệt chúc mừng. Kính thưa toàn thể buổi lễ, chùa Khánh Vân Tự, chùa Tó là một trong 21 điểm đình đền chùa trong toàn xã đề nghị xếp hạng di tích đình đền chùa trên địa bàn xã để đảm bảo cho việc xếp hạng di tích được thuận lợi và đủ điều kiện xếp hạng. Tôi đề nghị cán bộ và nhân dân tứ thôn, quý khách thập phương hãy đoàn kết đem tâm công đức xây dựng nơi tâm linh ngày càng đẹp đẽ và thành kính, gắn với việc xây dựng nông thôn mới ngày càng đổi mới, nơi tâm linh tốt đời đẹp đạo. Một lần nữa, thay mặt đoàn đại biểu về dự, xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý, đại đức, tăng ni, Hội Phật giáo Việt Nam, quý khách thập phương, các đồng chí cán bộ và nhân dân lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, thưa toàn thể quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, vừa qua trong buổi lễ trọng thể này đã được nhận được sự ý kiến quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương và nhà chùa, tôi xin tiếp thu ý kiến động viên của đồng chí và chỉ đạo. Và tôi xin thay mặt ban tổ chức và nhân dân tứ thôn xin tiếp thu ý kiến của đồng chí và quyết tâm xin hứa sẽ cố gắng vươn lên bằng chính nội lực của mình. Và cuối cùng cũng xin hứa sẽ toàn thể nhân dân trong thôn và toàn xã sẽ quyết tâm xây dựng chùa ngày càng đoàn hoàng và đẹp hơn. Xin quyết tâm xây dựng nền văn hóa bốn thôn mà lành mạnh theo truyền thống của địa phương. Xin chân thành cảm ơn. Để trở lại với chương trình văn nghệ sáng ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn Phật tử chốn tổ thành phố Từ Liêm, thành phố Hà Nội về dự chung vui với buổi lễ. Xin trân trọng kính mời. Dạ, con nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con kính bạch thầy, kính thưa các cụ, kính thưa các vị đại biểu. Hôm nay nhân ngày đại lễ khánh thành nhà tổ của chùa Tó, các Phật tử chúng con ở chùa Đại Cát Tiên Mạc Từ Liêm Hà Nội thành tâm được đem những lời ca tiếng hát để cúng dường mười phương chư Phật, và để kính thầy, kính các cụ, và để kính chúc đại lễ khánh thành nhà tổ của chùa Tó được thành công rực rỡ. Kính thưa các cụ, các bà, hàng già Phật tử, ngày hôm nay có nhân duyên lớn nên Phật tử chúng ta mới được hội tập đông đủ về đây. Như lời Phật đã dạy, mỗi người, mỗi nước, mỗi non về đến cửa Phật là con một nhà. Vậy chúng ta hôm nay đều là con một nhà, đều là con của Đức Phật. Vậy xin các cụ, các bà, hàng già Phật tử, ai có tiết mục văn nghệ nào, hãy đăng ký để chúng ta cùng được giao lưu cho thêm phần vui vẻ. A Di Đà Phật. Giờ để mở đầu cho chương trình văn nghệ, con xin trân trọng giới thiệu tốp ca Phật tử chùa Đại Cát được trình bày bài Chúng Con Chúc Mừng Thầy. A Di Đà Phật. Thầy quê mình nhà cánh quang văn hóa bao đời đã ước muốn từ lâu xây dựng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chương trình, chúng con xin hát tiếp bài thứ hai là bài Khắc Ghi Ơn Thầy. Con khắc ghi ơn thầy dìu con tu học, con quyết học siêng ngày đêm, làm sao cho mỗi ngày càng thêm tinh tấn, gắng sức luyện rèn cho trí sáng tâm khai, gắng sức luyện rèn cho trí sáng tâm khai. Con khắc ghi ơn thầy như sông như biển, con khắc nguyện tâm thành tâm cùng chung tay tháng ngày cùng nhau chung sống, quyết tâm chí tu hành gian khó không ngại chi, quyết tâm chí tu hành gian khó không ngại chi. Con biết ơn ơn thầy vì con vất vả, con biết trả ơn làm sao, thầy tình yêu như mặt trời xua tan giá, như anh chăm soi sáng suốt đời con, như anh chăm dần soi sáng suốt đời con. Con biết không ơn thầy thì con vất vả, con biết trả ơn làm sao, thầy tình yêu như mặt trời xua tan giá, như anh chăm dần soi sáng suốt đời con, nhớ anh chẳng dần soi sáng suốt đời con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Nguyên Trường, kính thưa các cụ, thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý khách thập phương, để chứng minh cho việc đại đoàn kết toàn dân và thành công của công trình xây dựng nhà thờ tổ trong đại lễ ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu và kính mời Phật tử Lê Thị Vui, thôn Nghĩa Xuyên, người có công đáng kể và trách nhiệm vận động ủng hộ xây dựng chùa nói chung và nhà thờ tổ nói riêng, nên phát biểu cảm tưởng. Xin trân trọng giới thiệu, kính mời bạn. Kính bạch trên đại đức tăng ni, kính bạch thầy bản tự, kính thưa các cụ cao liên hai giới, kính thưa các ông, các bà, lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, trưởng các ban ngành, xã Trung Hòa. Kính thưa toàn thể nhân dân, đạo hữu thập phương, cùng thiện nam tín nữ, Phật tử. Rất vinh dự cho tôi được đại diện cho hội tăng già cùng Phật tử bốn thôn nên phát biểu cảm tưởng trong buổi lễ trọng thể này. Lời đầu tiên, con xin kính chúc trên đại đức tăng ni cùng thầy bản tự pháp thể sinh an, tuệ đăng tỏa rạng, cửu trụ ta bà hóa độ chúng sinh. Kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể quý Phật tử mạnh khỏe, thân tâm an lạc, mọi sự cát tường như ý. Kính bạch đại đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày 16 tháng 9 năm Canh Tý, tức ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020, là một phúc duyên vô cùng to lớn cho hàng Phật tử gần xa đã câu hội về đây. Trong không khí vui tươi thấm tình đạo vị, với muôn vàn trái tim của người con Phật đang hân hoan đón nhận một niềm vui bất tận chứa đựng bao thân tình của người con Phật, đó là được tham dự và chứng kiến lễ khánh thành nhà tổ đường chùa Khánh Vân Tự. Để sám tạ hồng ân tam bảo, nịch đại tổ sư, chư thánh hiền, chư vị thiện thần, bát bộ kim cang, trước tâm nguyện của thầy bản tự, của nhân dân, được sự đồng thuận của lãnh đạo tứ thôn, thầy đã đứng lên cùng ban kiến thiết xây dựng nhà tổ. Sau 2 năm thi công kiến tạo, ngôi tổ đường chùa Khánh Vân Tự nay đã được hoàn thiện dưới sự âm thầm gia hộ của chư Phật, của thiện thần trong chốn già Nam. Sự phát tâm tùy hỷ công đức,
tịnh tài, tịnh vật của nhân dân tứ thôn và Phật tử xa gần. Kính thưa quý niệt vị, các thầy dạy rằng một nén cũng thơm, một đồng cũng quý, cúng dường bố thí cốt ở cái tâm. Từng hạt cát, từng viên gạch của các Phật tử đã góp phần xây dựng hoàn thiện nhà tổ đường, xây dựng được quả phúc to lớn như ngày hôm nay. Thật đúng là cây có gốc mới tỏa cành xanh lá, nước có nguồn mới có bể rộng sông sâu. Cây có trăm hoa ngàn lá, quả ngọt chiếu cành, chính là nhờ gốc rễ sâu dày bền chắc. Con người chúng ta cũng vậy, đời này được hưởng giàu sang phú quý vinh hoa, chính là nhờ nhiều đời nhiều kiếp đã từng làm những việc phúc, việc thiện, như làm chùa, nhà tổ, tô tường, đúc chuông, cúng dường bố thí, giúp đỡ người nghèo khó hoạn nạn. Kính bạch trên đại đức tăng ni, chúng con lại thầm nghĩ, nếu không gặp Phật pháp, không nhờ hồng ân tam bảo, không được các thầy hướng đạo, thì không biết chúng con sẽ đi về đâu. Là Phật tử đã được quy tam bảo, phụng hành lời Phật dạy, chúng con biết làm lành nánh giữ, thương yêu giúp đỡ người nghèo khó, chuyển hóa ba nghiệp. Chúng con tự biết mình phước mỏng nghiệp dày, nên cố gắng gieo duyên với tam bảo. Thật may mắn cho chúng con, ngày nay đã có chiếc phao Phật pháp cứu vớt. Chúng con nguyện một lòng quay gót trở về theo các thầy học đạo. Siêng thu ba nghiệp, phụng sự tam bảo để đền ơn Phật tổ, nỗ lực nực tu tập để bớt khổ được vui, để Phật pháp trường tồn, để ngọn đèn chánh pháp sáng mãi không tắt trên cõi thế gian này. Chúng con xin chung sức phát nguyện sẵn sàng đóng góp tình tài, tình vật cho ngôi chùa Khánh Vân Tự ngày được khang ninh, tố hảo hơn. Vì bởi lẽ Phật pháp trường tồn là do tăng ni hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh bởi Phật tử phát tâm. Đó cũng chính là những điều tôi muốn xin được chia sẻ với tất cả Phật tử hữu duyên hiện diện trong buổi lễ hôm nay. Cuối cùng, trước khi ngừng lời, một lần nữa con xin kính chúc đại đức tăng ni pháp thể sinh an, tuệ đăng tỏa rạng, Phật đạo viên thành. Kính chúc quý Phật tử đại biểu cùng toàn thể nhân dân Phật tử xa gần mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin trân trọng cảm ơn. Buổi lễ này tôi cũng muốn gửi tới tất cả các vị đại biểu một bài hát niềm an vui. Xin tất cả lễ hội là đệm đàn cho tôi bằng những tràng pháo tay ạ. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở lời ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái thấy như là Phật mà đến trong trong ta, thấy như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh thang giặt rào mưa phám, sống trong muôn loài ngập lắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập lắng yêu thương. Quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ.
Xin trân trọng cảm ơn bà. Chúc bà và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục là điểm sáng trong các phong trào thực hiện thiện nguyện vì cộng đồng ở những chốn linh thiêng. Chương trình lễ khánh thành nhà thờ tổ chùa Tó xin được kết thúc tại đây. Kính chúc các vị đại biểu, khách quý, Phật tử tứ thôn và quý khách thập phương mạnh khỏe, cùng với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Xin trân trọng cảm ơn và xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể quý khách thập phương nán lại thụ lộc chung vui với nhà chùa. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Từ đại bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lại người, thì tha con khấn nguyện cầu. Quê hương là dòng sông, mát trong trăng vàng soi sáng. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi.